Ơi, cái thắc ý anh em đang bị xào nồi, nó rung nó chạy mà nó giật 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 cái xe luôn á. Test trước khi làm cho anh em coi không? Trước có canh rồi mà làm không có. Thôi. Nhìn nó lên tới đây. Thường thường xe nó ấy á, thường nhìn nó không phải tới đây. Xe này do hồi trước làm không đúng. Rồi là nó bị mất cái hầu, nó gầm cái xe lắm. Lắm làm xong quay cho anh em xem. Nó sẽ mở cái tua. Với lại chạy nó bốc hơn, nhẹ hơn nha. Radio này làm quay cho anh em xem nha. Cái thắc ý hay làm nồi để thay lọc gió. Xe này chạy có làm nhiều lần rồi nhưng mà chạy không gửi. May qua mình làm lại. Thì anh mình làm chuông, hố, to. Đây, vớt bẻ độ hay gánh bi canh theo bạn mình. Cái nồi zin á nãy nó chạy tới đây 70% mà bình thường á nó chạy tới đây nè, mà xe này nó biết nó chạy tới đây. Để mình làm xong nó sẽ mở cái tua lên thôi, giúp cái xe nó nhẹ nó bốc hơn nha. Với lại mình thay cái lọc gió đầu trời nè, giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn. Lọc gió zin thì nó không có đủ gió, cái bằng giấy chắc nó mới rồi nó cũng không đủ gió bằng làm cái đồ chơi nó ngon không. Bây giờ mình lắp vô mình test robot nó cho anh em xem nha. Đây cái thắc ý khi mình làm nồi xong cũng thay lọc gió làm cho bài mình nha, nó mở tua mở xe luôn. Radio Vision Center AB Winner F chỗ trong xe cho anh em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.